Xin chào mọi người, lại là 10 điểm review đây. Con mãng xà khổng lồ đen gì này đang cùng với một đội quân bóng tối phá nát cả một thành phố lớn, chỉ để tìm bằng được một cô gái có hình xăm rồng trên vai. Việc này khiến chính phủ phải điều động tất cả quân đội đến để chống lại, nhưng cũng chẳng khác gì châu chấu đá voi. Còn cô gái được nhắc đến thì đang được bạn trai của mình đưa nhau đi trốn. Cả hai đều mang trong mình một sứ mệnh vô cùng cao cả từ tiền kiếp. Vậy thì con quái vật khổng lồ này từ đâu mà xuất hiện? Và tại sao lại phải truy đuổi một cô gái yếu đuối mỏng manh dễ vỡ như thế? Sứ mệnh của hai diễn viên chính là gì? Hãy cùng 10 điểm review theo dõi hết bộ phim này nhé! Một vụ động đất lớn vừa xảy ra bên ngoài thành phố. Người đàn ông thổ dân này luôn miệng nói về ngày tận thế đang đến rất gần. Nam chính của chúng ta tên Ethan, là một phóng viên của đài truyền hình nổi tiếng cũng đến đây để quay phóng sự. Tình cờ anh phát hiện ra một thứ nhìn như vảy của một sinh vật khổng lồ nào đó. Vì quá tò mò nên khi vừa về văn phòng anh liền tìm hiểu. Anh chợt nhớ lại 15 năm về trước, khi mình cùng cha đi đến một tiệm đồ cổ để bán con dao vừa đào được sau vườn nhà. Ông chủ xem qua thì phán rằng 10 đô la, bán thì bán. Trong khi bố anh đang mặc cả thêm, được đồng nào hay đồng ấy. Thì bên đây, Ethan nhìn thấy một chiếc dương cổ đã tự động mở khóa. Bên trong, một luồng sáng bay ra nhập vào cơ thể của cậu. Ông chủ tiệm thấy thế thì tỏ vẻ mặt phấn khởi như vừa trúng đề, nói rằng cuối cùng thì cũng tìm được người gánh vác sứ mệnh cao cả của thế giới. Rồi ông kể cho cậu nghe một truyền thuyết từ thời xa xưa của Hàn Quốc. Ngồi xuống đi cháu, ta sẽ kể cháu nghe về một huyền thoại. Có hai con rắn khổng lồ, một thiện một ác, cứ 500 năm lại có cơ hội hóa thành rồng với sức mạnh cai trị vũ trụ. Nhưng để đạt được điều này, cần phải có sự hiến tế của một cô gái mang trên vai hình xăm của rồng thần. Vào năm 1507, tại một ngôi làng ở xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc, một luồng ánh sáng kỳ lạ từ trên trời chiếu xuống một ngôi nhà. Chính lúc này cũng có một gia đình nọ đã hạ sinh một đứa bé gái kháu khỉnh. Nhưng không may là người mẹ vì quá kiệt sức nên cũng đã qua đời ngay sau đó. Vào lúc này, có một vị đạo sĩ xuất hiện và xin gặp gia đình. Ông ta nói rằng, con gái của ngài chính là bậc cứu thế của toàn nhân loại. Nó là đứa bé mà thiên đình đã phái xuống và mang trong mình sứ mệnh tái tạo trật tự của vũ trụ này. Đó là hợp nhất thân xác và giúp cho bạch xà có thể hóa rồng. Bởi vì bạch xà chính là đại diện cho lòng tốt, tình yêu thương của con người. Nếu bạch xà hóa rồng, thì trật tự của vũ trụ sẽ được lặp lại, tính mạng của muôn dân bách tính cũng được bảo vệ. Trái lại, hắc xà lại chính là đại diện cho sự tàn ác và sức mạnh hỗn mang. Nếu như nó có thể hóa rồng, thì kiếp này coi như bỏ. Một tai họa khủng khiếp sẽ giáng xuống toàn bộ nhân gian này. Vị đạo sĩ cũng đã dành cả cuộc đời mình để đào tạo một người đồ đệ tên là Hiram, giao cho anh chàng này nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô gái rồng, giúp cô có cơ hội hợp nhất với bạch xà, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Nhưng phải cẩn thận, bởi vì hắc xà cũng luôn khao khát muốn chiếm được sức mạnh này để tiến hóa. Nó sẽ không từ mọi thủ đoạn để cướp lấy cô gái và hóa thân thành rồng đâu. Vào ngày cô gái rồng tròn 20 tuổi, sẽ bộc phát sức mạnh. Lúc đấy, tồn vong của thế giới này sẽ được định đoạt. Ông còn tặng cho đồ đệ một chiếc vòng cổ chứa linh khí của trời đất, thuộc sở hữu của người bảo vệ bạch xà. Ai dè hai đứa này sau khi lớn lên thì lại có tình cảm với nhau, yêu đương nhăng nhít, quên cả lời sư phụ dạy. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi đã đến thời điểm chín muồi, vào ngày cô gái kia tròn 20 tuổi, hắc xà độc ác tập hợp đội quân quỷ dữ của nó cùng nhau tiến đến ngôi làng để cướp lấy cô gái rồng thần. Chúng bắn phá tàn sát hết cả ngôi làng. Binh lính triều đình cũng mau chóng chống trả lại bọn chúng. Nhưng chẳng khác gì châu chấu đá voi, mấy khẩu đại bác của họ thì ăn nhầm gì so với mấy khẩu pháo hạng nặng trên lưng mấy con rồng đất kia. Cơ hội chiến thắng là không có. Tất cả đàn ông bị chúng ra tay giết sạch, kẻ địch ra tay tàn nhẫn. Trẻ không tha, già không thương. Còn những cô gái thì bị chúng vạch vai áo ra kiểm tra. Ai mà có cái hình xăm rồng trên vai thì đó chính là người cần tìm. Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã tìm đến được nhà của cô gái rồng thần. Chúng giết luôn người cha tội nghiệp sau khi kiểm tra hình xăm trên vai. Mấy tên này bắt luôn cô gái ấy đi. Nhưng dễ thế thì có mà hết phim à. Vị đạo sĩ cùng đồ đệ đã mau chóng xuất hiện giải cứu cho cô gái. Sư phụ với võ công cao cường của mình chống trả lại bọn chúng, tay bắn trưởng hạ gục mấy tên tay sai. Còn thanh niên đồ đệ cũng mau chóng đi đến và cứu lấy cờ rút của mình. Sau đó bọn họ cũng đã thành công trốn thoát được đến bờ suối. Một mình sư phụ cũng khó chọi lại đám người quá đông và hung hãn này. Thôi thì 36 kế tẩu vi thượng sách. Nhưng khi đến được bên suối, phát hiện ra sợi dây chuyền của đồ đệ bị vứt dưới nước. À, cái thằng vì gái phản thầy này. Ra là hai người kia chạy theo tiếng gọi tình yêu, rủ nhau bỏ trốn. Đếch cần quan tâm gì đến sứ mệnh quần què gì nữa. Nhưng họ cũng không chạy được bao xa đã bị hắc xà dí theo sát đít. Không còn đường nào khác, cả hai chấp nhận cùng nhau nhảy xuống biển tự sát. Hắc xà lao đến đớp hụt mất. Thế là con giun khổng lồ đen xì kia cũng đánh mất cơ hội hóa rồng. Nó đành phải ngủ yên chờ đợi tiếp 500 năm nữa. Và ông chủ tiệm đồ cổ này chính là tái sinh của vị đạo sĩ năm xưa. Còn người đồ đệ Hiram, không ai khác chính là nam chính của chúng ta. Ông nói với cậu rằng bây giờ là lúc để chuộc lại sai lầm năm xưa. Cậu phải tìm được cô gái rồng thần và đưa cô ấy đến một hang động lớn để hợp nhất cùng bạch xà. Cô gái đó trong kiếp này có tên là Sarah, phải tìm ra trước ngày cô ấy tròn 20 tuổi. Thế rồi ông ta đưa cho Ethan sợi dây chuyền của đồ đệ ngày xưa, nói rằng đã là định mệnh thì không thể chối bỏ, đây là cơ hội thứ hai của cậu để sửa sai. Đừng dại dột như tiền kiếp nữa. Quay lại hiện tại, Ethan chạy đến tìm anh bạn da đen của mình và nhờ cha cứu tìm kiếm cô gái có tên là Sarah. Nhưng chỉ với cái tên thế thôi thì khác gì mò kim đáy bể,
Chỉ riêng cái thành phố này đã có đến hàng ngàn cô gái có tên Sarah rồi. Bên đây trong phòng tập thể hình, cô gái có thân hình mướt mượt mượt này chính là Sarah mà chúng ta cần tìm. Khi nói chuyện với bạn thân và xem được bản tin trên TV, linh tính mách bảo cô rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, vì thế nên lập tức thu dọn đồ đạc và chạy về nhà. Đến nơi, cô vội vàng lật dở cuốn sách chứa đầy hình vẽ bùa chú mà ông bà tổ tiên đã để lại. Còn tại phòng thí nghiệm của chính phủ, người ta đã xác định được cái vảy kỳ lạ kia không thuộc bất cứ loài sinh vật nào mà con người từng biết đến. Có khả năng nó là vảy của một loài bò sát siêu to siêu khổng lồ đã tuyệt chủng từ xa xưa. Khi cô bạn thân sang thăm nhà thì bất ngờ thấy bùa chú dán đầy tường. Sarah thì ngẩn ngơ thẫn thờ ngồi nghệt ra. Cô kể với bạn rằng cô cảm nhận được có một chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Người bạn kia rất lo lắng cho Sarah, dù cô đi nhậu cho trấn tĩnh lại. Đến quán bar, mọi chuyện vẫn chẳng khá khẩm hơn. Sarah vẫn có tâm trạng lo lắng sợ hãi một thứ vô định nào đó. Khi đi ra ngoài, cô còn bị một nhóm du côn định giở trò sàm sỡ. May mắn có ông sư phụ đến kịp lúc, vẫy tay nhẹ một cái cũng có thằng bay xa 10 mét. Sau đó ông bỏ đi. Sarah thì bị bế lên phường vì vụ ẩu đả vừa rồi, cô cố giải thích nhưng cảnh sát không nghe. Họ nghĩ rằng chính cô gái này là người đánh ba tên du côn kia đến nỗi ba má nhận không ra con. Lúc này cũng có một anh bạn đồng nghiệp của Ethan đến đây và chụp hình của Sarah. Nhờ lần lên đồn này mà dữ liệu về Sarah xuất hiện trong kho của cảnh sát giúp cho Ethan có thể tìm ra cô. Tại sở thú, con hắc xà đã xuất hiện. Chắc đói bụng lắm nên nó đi kiếm một con voi để làm món tráng miệng, vô tình dọa cho thanh niên bảo vệ sở thú sợ đái cả ra quần. Sarah bên này đang ngủ thì gặp ác mộng, khi tỉnh dậy cô thấy mình không khỏe. Sợ rằng lại cụ đi chân lạnh toát nên đã gọi điện cho xe cấp cứu. Cô bạn thân nghe tin Sarah bị ốm phải nhập viện nên vội vàng đến thăm và được cô y tá nhờ về nhà lấy giúp một ít đồ đạc. Đen đủi cho người bạn này là hắc xà cũng đang mò đến nhà Sarah định tìm và ăn thịt cô, nhưng lại gặp hai người bạn của cô đang ở đây nên đã bị nó tấn công, thế là liệm luôn cả đôi. Bên đây trong bệnh viện, mấy ông bác sĩ lại tưởng rằng Sarah bị hoang tưởng nặng khi liên tục nhắc về điều khủng khiếp sắp xảy ra nên đã bị họ bắt đến phòng điều trị tâm thần. Hôm sau Ethan đi đến hiện trường vụ án của cô bạn thân kia. Sau khi nghe lời kể của các nhân chứng, anh nhận ra được điều chẳng lành, liền tức tốc đến bệnh viện tìm Sarah. Nhờ một người bạn mà anh được dẫn đến phòng cô đang điều trị. Tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng họ đã có cảm giác như thân quen từ lâu lắm rồi. Lúc này bên ngoài bệnh viện, con hắc xà cũng đã trườn đến mà mọi người bên trong không biết gì. Biết Sarah đang ở bên trong, nó liền tấn công húc đổ bờ tường bệnh viện. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Ông sư phụ đã biến hình thành bác sĩ để hướng dẫn cho Ethan và Sarah chạy ra ngoài. May mà họ kịp chạy trốn xuống tầng hầm đỗ xe, nơi có anh bạn da đen đang đợi sẵn. Bọn họ dùng hết công lực, tăng tốc chạy ra bên ngoài. Phía sau, con rắn khổng lồ vẫn đang dí sát đít. Đang mát ga mát số thì họ tông trúng phải một người mặc đồ đen. Người này ngay lập tức biến hình, hắn chính là tay sai của tên hắc xà. Anh da đen rút súng bắn về phía kẻ thù nhưng không xi nhê gì, lại còn bị hắn vả cho một phát sấp mặt lờ. Lúc Sarah sắp bị bắt đi thì may sao có người bạn khác lái xe tới và tông vào gã áo đen. Nhờ vậy mà cả nhóm có thể nhanh chóng trốn thoát được. Cùng lúc này, hắc xà đã lệnh cho tên tay sai triệu hồi đội quân bóng tối của nó, chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn nhằm truy bắt Sarah. Mặt khác, sự xuất hiện của quái vật khổng lồ này đã buộc chính phủ phải vào cuộc. Họ biết được thông tin con hắc xà đang truy đuổi cô gái có hình xăm rồng, vậy nên họ chia ra hai hướng để hành động. Một đội đi tìm tung tích của Sarah, còn một đội điều động binh lính để chống trả con quái vật kia. Sarah cùng Ethan bên đây đã đi được đến bờ biển. Cô kể về những giấc mơ kỳ lạ và sự bất an của mình trong mấy ngày qua. Còn Ethan thì kể cho cô nghe về câu chuyện mà sư phụ đã từng kể. Họ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Ethan trấn an cô rằng đừng lo lắng, mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi. Anh sẽ tìm cách có thể hóa giải được sứ mệnh oái oăm này. Lúc đó cả hai sẽ về quê nuôi cá và trồng thêm rau, sống cuộc đời bình dị như bao cặp đôi khác. Hai người còn nấu cháo lưỡi tình cảm bên bờ biển nữa, thật là một khung cảnh lãng mạn. Bên đây, trực thăng chiến đấu được điều động để truy tìm con quái vật. Một trung đội được trang bị vũ trang đầy đủ, khí thế hừng hực tiến vào bên trong hang động. Thế nhưng, khi thấy con hắc xà xuất hiện, cả bọn quay lưng chạy té đáy. Đã thế lại còn gặp binh đoàn quỷ dữ của nó nữa mới su cà na chứ. Súng đạn không ăn thua với lớp giáp của đội quân này. Tên tay sai của hắc xà vung một đường kiếm nhẹ nhàng tiễn cả đội đi bán muối. Ở một nơi khác, Ethan đưa Sarah đi đến một bác sĩ tâm lý, dùng liệu pháp khoa học để kích thích trí nhớ của cô. Sarah nhớ lại những ký ức đau buồn trước kia. Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu nhớ lại ký ức ở tiền kiếp. Vào đúng lúc này, cơ thể cô lơ lửng trên không và có một luồng năng lượng cực lớn nhập vào người. Bên ngoài con hắc xà cũng mò đến đây, hai người một lần nữa cong đít lên mà chạy. Họ nhảy được một chiếc ô tô rồi phóng xe hết ga hết số chạy trốn. Phía sau, con rắn khổng lồ vẫn đang dí sát mông. Ông bà gánh còng lưng cho hai đứa nên mới chạy thoát được. Ethan nhờ và anh bạn da đen lo liệu để giúp mình chạy trốn sang nước ngoài. Mặc kệ sự đời, ba người hẹn gặp nhau ở một nhà hàng. Anh da đen đã sắp xếp cho họ một chiếc trực thăng để có thể bỏ trốn một cách nhanh nhất. Còn Hào phóng tặng cho Ethan một khẩu súng để cầm cho yên tâm. Đúng là có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo thật sự. Nhưng sư phụ xuất hiện và khuyên anh rằng đừng phạm phải sai lầm trong quá khứ nữa. Số mệnh của Sarah là phải dâng hiến cho Bạch Xà để thực hiện quy luật của vũ trụ.
Đừng vì cái khe hẹp giữa hai chân mà gây nguy hiểm đến tính mạng của những người dân vô tội. Nhưng Ethan không thèm nghe mà quay lưng bỏ đi. Con hắc xà một lần nữa tìm ra được họ, bỏ đến dọa cho mấy người khách bên trong sợ đến thòng cả tim. Sarah và Ethan thì vẫn như cũ, dắt nhau chạy cong đít. Con mãng xà đớp một chiếc ô tô rồi ném về trước chặn đầu xe của họ. Lúc sắp bị ăn thịt thì may có mấy chú công an phường dùng súng bắn vào con hắc xà khiến nó phân tâm. Còn đôi uyên ương thì cắm đầu chạy và chạy, chỉ biết chạy thôi chứ chả làm được cái mẹ gì cho đời. Đội quân bóng tối lúc này tập trung trước cửa hang và điều khiển những con khủng long bay xuất kích. Còn con hắc xà thì trườn bò tự do trên phố, xe cộ nổ tanh bành, người dân thì bỏ chạy toán loạn. Nó quấn quanh một tòa nhà cao tầng, khung cảnh này đúng là khiến người ta phải nổi da gà. Ethan dẫn Sarah lên trực thăng định bỏ trốn, nhưng lại bị con rắn kia giữ lại. Máy bay nổ tung, nhưng may sao là họ kịp thời nhảy ra ngoài, con rắn khổng lồ gào rú định ăn thịt cả hai người. Lúc này trực thăng chiến đấu quân đội kịp thời xuất hiện, xả đạn điên cuồng vào con hắc xà độc ác kia. Thế nhưng súng đạn còn chẳng đủ gãi ngứa cho con quái vật này, họ phải phóng tất cả những gì phóng được vào người nó. Từ xa, đàn khủng long bay của đội quân bóng tối xuất hiện và tiêu diệt những chiếc trực thăng chiến đấu của chính phủ. Không những thế, thêm một đàn khủng long đất vác cả tên lửa trên vai cũng xuất hiện. Thế này thì khó khăn cho phe nhân loại rồi. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, rất nhiều chiếc trực thăng bị hạ, phía quân đội thiệt hại nặng nề. Họ điều thêm cả xe tăng và xe bọc thép tham gia trận chiến. Giờ này thì có gì trong kho cũng mang ra mà chơi khô máu luôn chứ còn gì nữa. Tên tay sai của hắc xà cũng cầm đầu đội kỵ binh và ra lệnh tấn công. Mấy con khủng long bay bắt đầu khè lửa, phá tan hoang cả thành phố. Hai bên chiến đấu ác liệt, thương vong vô số. Nhưng phía quái vật đang chiếm thế thượng phong. Số lượng máy bay và xe tăng bị phá hủy rất nhiều. Trong khi đó bên địch vẫn rất đông và hung hãn. Thế trận như vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng thôi biết làm thế nào được, còn thở là còn gỡ. Chứ mà chịu thua thì đến cái nịt cũng không còn. Trong lúc Ethan và Sarah đang cắm đầu cắm cổ chạy thì hai đặc vụ FBI tìm thấy họ và mời lên xe. Hắn ta đưa hai người đến một nhà kho và nói rằng muốn giết Sarah để kết thúc chuyện này. Nhưng may cho họ là anh chàng đồng nghiệp lại không nghĩ thế nên đã hạ gục tên FBI kia và thả tự do cho hai người. Rồi họ lại lên xe, tiếp tục chạy. Kể ra làm nhân vật chính của phim này cũng nhàn, ăn rồi chỉ chạy và chạy thôi. Nhưng lần này bọn khủng long bay đã bắt kịp họ, khe lửa khiến chiếc xe lật nhào. Ethan ngất đi trong khi mấy con quái thú bao vây xung quanh. Khi tỉnh lại, anh hoảng hốt khi thấy mình bị trói ở một cái cột, còn cờ rút thì đang bị áp giải lên dàn hiến tế. Cánh cửa của một tòa tháp hạ xuống, con hắc xà từ bên trong trườn ra. Nó đã đợi khoảnh khắc này 500 năm rồi. Đám lính của đội quân bóng tối thì đang hò reo bên dưới chúc mừng chủ nhân của chúng sắp được hóa rồng. Vào lúc nguy cấp, sợi dây chuyền của Ethan bỗng dưng phát sáng. Bầu trời trở nên xám xịt, sấm sét ầm ầm. Một luồng năng lượng phóng ra từ sợi dây khiến toàn bộ đội quân kia bay màu. Ethan thức tỉnh Haki bá vương à, nhưng tên tay sai của hắc xà vẫn sống. Lúc hắn định hạ sát Sarah thì Ethan lao đến vớ được cây kiếm. Hãy chiến đấu như hai thằng đàn ông xem nào. Không ngoài dự đoán, chỉ với một chiêu là nam chính của chúng ta đã nằm sàn. Lúc tên tay sai đâm kiếm vào chiếc vòng cổ của anh thì có một luồng năng lượng chạy qua, khiến hắn như bị giật điện rồi cũng trở về với cát bụi luôn. Con hắc xà bất ngờ tỉnh lại, nó hất văng Ethan ra xa và định đớp luôn Sarah. Vào giờ phút quyết định này, bạch xà đã xuất hiện. Nó cắn ngang cổ con hắc xà rồi quật mạnh xuống đất. Hai con rắn khổng lồ cứ thế lao vào tử chiến với nhau, ăn miếng trả miếng. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng sau một hồi chiến đấu, bạch xà bắt đầu thất thế. Chắc là vừa ngủ dậy chưa kịp ăn uống gì nên đang bị tụt đường huyết, không có sức chiến đấu. Thấy bạch xà sắp bị làm món rắn cuốn lá lốt, Ethan lại rủ cờ rút bỏ trốn tiếp. Nhưng may là Sarah không đồng ý. Chứ mà cứ để nó chạy mãi thì không biết đến bao giờ mới hết phim. Cô đã xác định sứ mệnh của mình và quyết định hợp nhất với bạch xà để nó có sức mạnh chống lại hắc xà. Lúc này năng lượng trong cơ thể Sarah bay thẳng lên trời, hóa thành một khối cầu sức mạnh. Cô điều khiển cho nó bay vào mồm bạch xà rồi ngã quỵ xuống đất. Bạch xà được bơm tí doping vào người cái lập tức hóa rồng, rồi lao vào làm gỏi luôn hắc xà. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Tất nhiên là con rắn khổng lồ ác độc kia bây giờ đâu có cửa chiến thắng nữa. Hai con chơi rồng rắn lên mây với nhau rất vui vẻ, rồi bị bạch xà khẹt lửa cho vào mồm, trở về với cát bụi luôn. Sau đó, bạch xà đáp xuống, hợp nhất với linh hồn của Sarah rồi bay về trời, hoàn thành sứ mệnh của mình. Trật tự vũ trụ một lần nữa được thiết lập. Ông sư phụ cũng tan biến vào hư không. Cuối phim, bạch xà nhìn Ethan mà rơi nước mắt, có lẽ đó là lời chào từ biệt cuối cùng mà Sarah dành đến cho định mệnh của đời mình. Cuộc chiến loài rồng đã truyền tải một thông điệp rõ ràng về việc đối mặt với thử thách và chiến đấu cho những gì chúng ta tin tưởng và cho là đúng. Ngoài ra, nó cũng tôn vinh tình bạn và sự tương trợ giữa các cá nhân nhằm xây dựng một cộng đồng đoàn kết và hòa bình. Đây là một bộ phim đáng xem cho những ai yêu thích phim hành động, phiêu lưu và cũng là cơ hội để tìm hiểu và khám phá thêm về văn hóa Hàn Quốc. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ 10 điểm review. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.